Xin chào các bạn đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm dùng hết tất cả thủ đoạn, thì cuối cùng hắn cũng đã thành công tiến vào trong ngục tâm. Tại đây hắn đã gặp được một đám ngục hồn đang truy sát một đám ngục hồn khác. Thấy vậy hắn liền nhiều chuyện ra tay giúp đỡ, với điều kiện ra, nhưng tên ngục hồn bỏ chạy kia phải nói cho hắn biết về tung tích của hai ngục hồn Lâm Động và Mục Trần. Sau khi hai bên thỏa thuận điều kiện xong, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng ra tay với đám ngục hồn truy sát kia. Thiên ảnh quy nhất xích, Tiêu Viêm vung thước thần trong tay, hiện nay dưới hình thái phần thần tam hỏa, trong đó tự nhiên có thêm lực lượng phần thần. Rất nhanh, trên không Tiêu Viêm xuất hiện 1000 bóng thước, mỗi bóng thước đều tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt, sức mạnh phát ra khiến không gian này cũng bắt đầu rung động nhẹ. Dù thiên ảnh quy nhất thước chỉ là chuẩn đại thần kỹ, nhưng hiện nay Tiêu Viêm thi triển lại có thêm lực lượng phần thần, uy lực đã sánh ngang với thần kỹ thực sự. Trên không trung, 1000 bóng thước lay động, trực tiếp lao vào tử khí quỷ dị tràn đến, trong lúc va chạm mà chẳng phát ra thanh âm, chỉ có lực lượng song phương giằng co. Trong tử khí quỷ dị thỉnh thoảng lại xuất hiện ra kim quang, mà khu vực kim quang xuất hiện tử khí quỷ dị dũng mãnh tràn tới đều bị đánh chém tan tác. Uy lực của thiên ảnh quy nhất xích quả thật đáng sợ tới cực điểm, lực phá hoại càng thêm kinh người vô cùng. Thiên ảnh quy nhất xích do Tiêu Viêm thi triển đã đạt tới lực lượng chân chính chưa từng có. Thiên ảnh quy nhất xích, uy lực chân chính của đạo thần kỹ này đủ để hủy diệt sinh linh một phương. Ầm ầm ầm, dưới sự giằng co kinh thiên động địa, kim quang không ngừng lấp lóe, mãi cho đến khi lấp lóe đến 1000 lần. Lại một lần nữa, Tiêu Viêm thi triển ra thiên ảnh quy nhất xích, đánh tan vài phần tử khí quỷ dị xung quanh, nhưng nơi đây là địa bàn của đối phương, tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Mặc dù thiên ảnh quy nhất xích của Tiêu Viêm rất cường đại, nhưng muốn hoàn toàn đánh tan những tử khí quỷ dị này, sợ là thập phần khó khăn. Hơn nữa, chỉ dựa vào thiên ảnh quy nhất xích, chỉ càng kéo dài, Tiêu Viêm sẽ càng tiêu hao thần nguyên chi khí. Ha ha ha, chiêu thức của ngươi cường đại thì có ích gì, lực lượng của chúng ta tuy yếu, thế nhưng là vô tận vô cùng. Hôm nay ta nhất định khiến ngươi trở thành một thành viên của thiên ngục. Tên ngục hồn cầm đầu cười lớn, giống như hiện tại có đầy đủ tự tin để đối chiến với Tiêu Viêm. Đối mặt lời đối phương nói, Tiêu Viêm cũng không phủ nhận, quả thật cứ tiếp tục như vậy sẽ bất lợi cho hắn, nhưng muốn đối phó với tử khí quỷ dị khổ lồ như thế cũng không phải là chuyện đơn giản. Tiêu Viêm cũng đang nghĩ biện pháp có thể đối phó những tử khí quỷ dị này. Ngay khi Tiêu Viêm chìm vào trầm tư, thanh âm phần lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Tiểu gia hỏa, chi bằng người thử linh hồn thần kỹ, đệ nhị thần kỹ, thần hồn thiên cực, chấn áp thần hồn, chấn áp thần hồn. Tiêu Viêm lúc này mới nhớ ra, phần lão nói hẳn là linh hồn thần kỹ mà hắn vẫn chưa từng thi triển. Thần hồn thiên cực, thần hồn thiên cực phân thành 3 chiêu thức, chiêu đầu tiên, nhấp phách thần hồn, chiêu thứ hai, chấn áp thần hồn, chiêu thứ ba, phá thiên cực thần hồn. Chiêu đầu tiên là nhằm vào công kích đơn thể, mà chiêu thứ hai là linh hồn công kích quần thể, cho nên đối mặt với số lượng ngục hồn nhiều như vậy, chấn áp thần hồn rất thích hợp. Chấn áp thần hồn, tu luyện chiêu này cần để thần cảnh thoái biến thành thần hồn mới có thể tu luyện đại thành, dưới sự thi triển của tự thân lực lượng thần hồn, trong phạm vi vạn dặm, có thể đem linh hồn toàn bộ đều bị thần hồn chấn áp, đồng thời không thể hoạt động. Chiêu này đặc biệt thích hợp để thi triển khi lấy một đối chiến quần thế linh hồn. Hiện tại, thần hồn của Tiêu Viêm đã đạt tới ngũ trọng, thi triển chiêu thứ hai đã không còn là vấn đề, vừa lúc có thể thử uy lực chấn áp thần hồn lần đầu. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền thúc giục thần hồn lực lượng trong cơ thể, một luồng thần hồn lực lượng cường đại trong nháy mắt chiếm cứ toàn thân Tiêu Viêm, khiến cả người hắn phảng phất như tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Từ sau khi đột phá đến thần hồn cảnh, chiêu thứ hai này Tiêu Viêm còn chưa từng thi triển qua. Lúc trước lúc đối chiến hồn thiên đế cũng chỉ thi triển qua một lần, là nhất phách thần hồn, liền để ta xem thử chiêu chấn áp thần hồn này rốt cuộc cường đại cỡ nào. Trong lòng Tiêu Viêm lẩm bẩm, tâm thần bắt đầu vận chuyển quy tắc khống chế chấn áp thần hồn, đạt tới thần hồn cảnh. Đối với khống chế lực lượng thần hồn, chỉ cần tâm niệm sở tới, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trong đầu Tiêu Viêm lóe lên linh quang, trong thức hải sớm đã ấp ủ một đạo năng lượng vô hình cường đại, thần hồn lực lượng trong cơ thể giống như sôi trào, điên cuồng truyền vào trong thức hải của Tiêu Viêm, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ thức hải. Giống như hỏa xuân bị đè nén thật lâu trong thức hải chuẩn bị bộc phát, nhưng ngưng tụ như vậy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn không ngừng tràn vào trong thức hải của Tiêu Viêm, đồng thời khai thác thức hải dần dần mở rộng kéo theo lực lượng thần hồn dường như vô tận, chẳng lẽ đây chính là uy lực của thần kỹ linh hồn? Tiêu Viêm cảm giác được trong thức hải của hắn, lực lượng thần hồn khổng lồ vô biên điên của ngưng tụ, một khi bộc phát ra, như vậy tất cả ngục hồn ở đây, sợ là đều khó thoát khỏi cái chết. Lực lượng thần hồn thật cường đại, kẻ sống kia, sao lại có thần hồn lực lượng cường đại như vậy, thật là đáng sợ. Tu vi tiểu tử này cũng chỉ ngũ trọng thiên vị thần đỉnh phong, thần hồn lực lượng tối đa cũng chỉ ngũ trọng thần hồn, nhưng thần hồn lực lượng hắn phát ra vì sao lại đáng sợ như thế? Không đúng, thần hồn lực lượng cường đại như vậy, căn bản không phải ngũ trọng thiên vị thần đỉnh phong có thể có được, trừ phi đối phương thi triển một đạo linh hồn thần kỹ cực kỳ cường đại, bọn chúng cũng là người đầu tiên liên tưởng đến Tiêu Viêm thi triển hẳn là linh hồn thần kỹ, nếu không cũng không có khả năng có lực lượng khổng lồ như vậy. Lúc Tiêu Viêm đang ngưng tụ chiêu thứ hai thần hồn thiên cực, đám ngục hồn đều khiếp sợ vô cùng, bọn chúng không thể tin được nhìn Tiêu Viêm, vừa sợ hãi vừa kinh nghi. Bọn chúng thúc giục toàn bộ tử khí quỷ dị, đem năng lượng quỷ dị ngưng tụ từ bốn phương tám hướng kéo đến cực hạn, cuối cùng đều hướng phía Tiêu Viêm bao trùm xuống. Cảm giác áp bách khủng bố cũng hiện lên trong cơ thể Tiêu Viêm,
Vẻ mặt Tiêu Viêm bình tĩnh vô cùng, không nhìn ra có bất kỳ cảm xúc nào khác, một đôi mắt màu vàng tỏa ra lực lượng huyền diệu, sau đó, thức hải của hắn cũng khuếch tán đến cực hạn, bên trong tràn ngập một cỗ thần hồn lực lượng vô cùng đáng sợ, chỉ cần Tiêu Viêm ý niệm khẽ động, thần hồn lực lượng bên trong sẽ hoàn toàn bộc phát, cảm nhận được thần hồn lực lượng Tiêu Viêm tỏa ra càng lúc càng cường đại, tên ngục hồn cầm đầu rõ ràng đã có chút kiêng kỵ, sau đó liền hướng tất cả ngục hồn phía sau quát lớn, tất cả thi triển toàn lực, kẻ sống này không đơn giản, chúng ta phải tóc chiếm tóc thắng. Nghe được mệnh lệnh, đông đảo ngục hồn phía sau tử khí quỷ dị lại một lần nữa bạo trướng, khiến cho tử khí quỷ dị bao phủ về phía Tiêu Viêm lại tăng thêm một phần, một bộ khí tức nguy hiểm lặng lẽ tới gần Tiêu Viêm. Mà ngay lúc này, Tiêu Viêm rốt cục cũng hoàn toàn ngưng tụ linh hồn thần kỹ, sâu trong đôi mắt màu vàng xuất hiện một cỗ lực lượng khủng bố và bắt đầu bộc phát mà mắt thường không thể nhận ra. Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên nụ cười lạnh lùng, kim quang trong đôi mắt lóe lên, đôi môi khẽ nhúc nhích thốt ra bốn chữ linh hồn thần kỹ, chấn áp thần hồn. Trong nháy mắt, toàn bộ lực lượng thần hồn trong thức hải Tiêu Viêm giống như hỏa sơn triệt để phun trào, một đạo thần hồn lực lượng khổng lồ vô tận cũng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, điên cuồng càn quét ra bốn phương tạm hướng. Tử khí quỷ dị vừa bao phủ về phía Tiêu Viêm, cũng dưới sự bộc phát của lực lượng thần hồn thần kỹ này, không thể ngăn cản xuất hiện cảnh tượng chấn động, đồng thời toàn bộ ngục hồn trong vòng vạn dặm đều bị công kích dưới lực lượng thần hồn thần kỹ cường đại này. Hơn nữa, xông vào trong thức hải của bọn chúng, trong nháy mắt những ngục hồn này trực tiếp bị thôn vệ trọng thương, ngay cả cố gắng hành động cũng không thể. Chiêu này của Tiêu Viêm đạt tới hiệu quả chấn áp cực kỳ cường đại, toàn bộ thiên địa trong chốn này đều bất động, thời gian dường như ngưng động. Chuyện gì thế này? Tên ngục hồn cầm đầu kia miệng không thể nói, mắt không thể động, trong lòng kinh hãi tới cực điểm, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, Tiêu Viêm dường như biến thành chúa tể của không gian này, hắn lẩm bẩm, ý mừng trong mắt gần như muốn tràn ra, linh hồn thần kỹ này lại cường đại như vậy, lại thật sự có thể công kích quần thể, chỉ có điều, thi triển chiêu thứ hai cần lực lượng thần hồn cực kỳ cường đại và hùng hậu, thần hồn Tiêu Viêm hiện tại chỉ là ngũ trọng, trừ phi thần hồn đạt tới bát trọng thì mới có thể duy trì được một khoảng thời gian, nhưng hiện tại lại không thể kéo dài. Hơn nữa, Tiêu Viêm vừa mới thi triển chấn áp thần hồn, lực lượng thần hồn ngũ trọng của hắn đã có chút cạn lực, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi thi triển chấn áp thần hồn, hắn cảm nhận được lực lượng thần hồn trong cơ thể cũng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo tiêu điều. Lấy thần hồn chi lực chấn áp vạn hồn, Tiêu Viêm vừa dứt lời, lực lượng thần hồn cường đại vừa bao phủ chấn áp rất nhiều ngục hồn kia, tựa hồ tỏa ra hào quang, trực tiếp phá hủy thế như trẻ tre, xuyên qua từ khí hộ thể của đám ngục hồn này, đâm thẳng vào trong thức hải ngục hồn của bọn chúng. Đám ngục hồn chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, ý thức liền rơi vào trạng thái ngây dại. Lớp phòng ngự của ngục hồn kia đang kiệt lực chống lại lực lượng thần hồn của Tiêu Viêm hoàn toàn sụp đổ, thần hồn chi lực của Tiêu Viêm bỗng nhiên tăng vọt. Trong chốc lát, vạn tên ngục hồn bị bao phủ trong chấn áp thần hồn, toàn thân vặn vẹo, đau khổ không chịu nổi. Ngay sau đó, thân thể của những ngục hồn này bị ép thành một đoàn rồi lần nữa nổ tung, hóa thành hồn vụ, từng tên mất đi sinh cơ, ngay cả tử khí quỷ dị kia cũng bị chấn áp, không có chút lực kháng tượng nào. Mưu sát trong nháy mắt, dưới công kích của thần kỹ linh hồn, chấn áp thần hồn mà Tiêu Viêm thi triển, dưới ngũ trọng lực lượng thần hồn, vạn tên ngục hồn vừa xuất hiện trong chớp mắt đều vẫn lạc, không một tên nào có thể sống sót, ngay cả ngục hồn cầm đầu kia, lúc này trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi, cho đến cuối cùng hắn cũng không biết, chính hắn lại bị một người sống xông vào đây đánh giết, mà những ngục hồn muốn chạy trốn khỏi nơi này, đều không thể tin được nhìn Tiêu Viêm, trong mắt thay thế bằng vẻ kinh sợ, đối với bọn chúng mà nói, trong nháy mắt liền hạ sát vạn tên ngục hồn này, căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng hiện tại Tiêu Viêm lại có thể làm được, đủ để chứng minh, thực lực chiến đấu của Tiêu Viêm đã cường đại đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Làm xong tất cả, lực lượng thần hồn của Tiêu Viêm rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Xem ra, chấn áp thần hồn này, cần lực lượng thần hồn cực kỳ khổng lồ mới có thể đủ chèo chống. Ngay cả thân thể cũng có chút suy yếu, có điều Tiêu Viêm thân là luyện dược sư, trên người khẳng định mang theo đan dược khôi phục thần nguyên chi khí. Và lực lượng thần hồn, tuy nói không thể lập tức khôi phục, nhưng chí ít cũng có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất trong một khoảng thời gian. Một viên đan dược bỏ vào miệng, Tiêu Viêm nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái điều tức. Một chiêu vừa rồi thần uy kinh người, sau một lúc lâu, những ngục hồn kia muốn chạy trốn khỏi nơi này mới hoàn hồn lại. Sau đó, đều đến bên cạnh Tiêu Viêm, sau khi chứng kiến lực lượng đáng sợ của Tiêu Viêm, từng người một điều này sinh một tia hy vọng đối với Tiêu Viêm. Hy vọng bọn họ có cơ hội trốn thoát khỏi nơi này. Khoảng chừng vạn tên ngục hồn, vậy mà dưới một chiêu của đối phương, trong vòng vài giây đã toàn bộ vẫn lạc, chiến tích như vậy, sẽ rất lâu mới có thể tiêu tan trong ánh mắt khiếp sợ của bọn chúng. Có điều, không thể không nói, bọn chúng gặp phải Tiêu Viêm đích thực là một vận may, tránh được một kiếp hiểm họa. Thời gian từng chút trôi qua, rốt cục, hai mắt Tiêu Viêm nhắm chặt đang từ từ mở ra, nhìn thấy khoảnh khắc Tiêu Viêm mở mắt, những ngục hồn xung quanh đều vây quanh Tiêu Viêm chuyển động, phi thường phập phồng, phảng phất đang phải tỏ lòng cảm tạ đối với Tiêu Viêm. Không cần phải cảm tạ, chúng ta chỉ là đáp ứng theo yêu cầu mỗi bên. Ngươi vừa rồi nói biết tin tức của hai người Lâm Động và Mục Trần, hiện tại có thể nói cho ta biết hay không? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn những ngục hồn xung quanh nói khẽ, trong đó một đạo ngục hồn đong đưa lên xuống, thông qua phần thần lực lượng có thể đại khái biết được đối phương muốn nói cái gì. Lần đại thanh tẩy ngục hồn trước đó, hai ngục hồn Lâm Động và Mục Trần mà ngươi nói, đã bị ngục tôn mang đi, có lẽ là bị đưa tới ngục cung. Ngục cung, Tiêu Viêm đối với thiên ngục này, tin tức cũng rất mơ hồ, liền mang theo một tia nghi hoặc lên tiếng hỏi, thấy Tiêu Viêm không hiểu, tên ngục hồn kia bắt đầu giải thích nói, ngục cung chính là nơi ngục tôn tọa trấn. Ngục tôn chính là thiên ngục chi chủ, nơi khởi nguồn của mọi năng lượng, có lẽ, ngươi đi đến nơi đó có thể tra được tin tức về Lâm Động và Mục Trần,
Nhưng là, nơi đó cũng là cực kỳ nguy hiểm, nghe đồn, vị Ngục Tôn đại nhân kia, thực lực ít nhất cũng là cửu trọng thiên vị thần đỉnh phong, thậm chí đã chạm tới lĩnh vực bán đạo thần sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm một tiếng, đối với thần cảnh trên thiên vị thần, Tiêu Viêm cũng biết được, cái gọi là bán đạo thần chính là đan xen giữa thiên vị thần và chủ thần, đã tiếp xúc lĩnh ngộ đến một phần đạo nghĩa đại trụ, nhưng không phải là chủ thần chân chính, cho nên đạt đến cảnh giới lĩnh vực này được xưng là bán đạo thần, mà thực lực đạt đến bán đạo thần có thể trong một ý niệm mạt sát thiên vị thần, kể cả thiên vị thần đỉnh phong. Cỗ bán đạo thần lực chính là đại trụ đạo chi lực, siêu thoát lực lượng thiên vị thần, cường đại tồn tại như vậy, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thiên vị thần với bán đạo thần không chỉ chênh lệch bán điểm nhất tinh, quả thực có thể nghiền ép tất cả tồn tại khủng bố, tên ngục hồn kia thận trọng nói. Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, trước mắt lực lượng bán đạo thần đích xác không phải tồn tại mà hắn chống lại, cho dù nhờ vào lực lượng phần lão cũng không cách nào có thể chống lại, bởi vì bán đạo thần lực lượng kia của phần lão, thân thể hiện tại của Tiêu Viêm không thể chịu đựng được, trước có thủ qua một lần mà thần thể Tiêu Viêm suýt nữa bị bán đạo thần lực lượng làm cho nổ tung, coi như bây giờ thực lực Tiêu Viêm đạt đến ngũ trọng thiên vị thần đỉnh phong cũng tương dạng là không được. Bán đạo thần lực lượng nhất định phải có thần thể có khả năng chịu đựng được bán đạo thần lực, nếu không cho dù tu luyện đến thực lực cửu trọng thiên vị thần cũng không thể nào chịu đựng được lực lượng có thể nghiền ép tất cả của bán đạo thần lực. Cái này thực sự đã trở thành nan đề của Tiêu Viêm, nhưng mà hai báo thủ Lâm Động Mục Trần nhất định phải tìm được, cho dù thật sự gặp phải Thiên Ngục chi chủ Ngục Tôn, Tiêu Viêm cũng phải liều lĩnh cứu ra hai người bọn họ. Hơn nữa thần thể bọn họ đã bị mặt diệt biến thành ngục linh và bị luyện hóa thành ngục hồn, đưa ta tới ngục cung, ta nhất định phải tìm được hai người bọn họ. Thanh âm của Tiêu Viêm cũng bình thường, nhưng có thể nghe ra lời nói vừa rồi phi thường kiên định, giống như đang nói hắn sẽ không từ bỏ nếu không tìm được hai người Lâm Động vào Mục Trần. Được, chúng ta cũng đánh cược một lần, hy vọng ngươi có thể đưa tất cả chúng ta ra ngoài. Lúc này những ngục hồn muốn rời khỏi nơi đây cũng đã quyết định, tất cả hy vọng của chúng đều đặt lên vai Tiêu Viêm, hiện tại chỉ có Tiêu Viêm mới có cơ hội cứu họ ra ngoài, nếu không thì chẳng còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Để không lãng phí thời gian, những ngục hồn ấy liền dẫn Tiêu Viêm lao nhanh về phía ngục cung của Thiên Ngục. Tuy nhiên chúng cũng nói cho Tiêu Viêm biết về những nguy hiểm trong Thiên Ngục, nơi này có thể nói là địa ngục nhân tạo, những hồn phách bên trong đều có liên quan đến luân hồi bàn, chỉ cần thần thể hoặc thần hồn của họ còn tồn tại, họ đều có thể tái sinh, tất nhiên chỉ có một lần tái sinh duy nhất, nếu sau khi tái sinh mà lại rơi vào cái chết một lần nữa thì sẽ không thể tái sinh lần nữa, thần hồn của họ sẽ quay lại Thiên Ngục trở thành ngục hồn tại đây, không bao giờ rời khỏi được nơi này. Một số ngục hồn có thể trở thành đầu lĩnh ngục hồn, nhận được sức mạnh lớn, còn những kẻ không trở thành đầu lĩnh ngục hồn chỉ có thể lang thang, thậm chí phải nuốt chửng những ngục hồn khác để tăng cường sức mạnh mới có cơ hội một lần nữa trở thành đầu lĩnh. Đầu lĩnh ngục hồn mạnh hơn ngục hồn rất nhiều, nên có những ngục hồn muốn trở thành đầu lĩnh, bởi vì đầu lĩnh ngục hồn mới là người quản lý thực sự của Thiên Ngục, có quyền lực quản lý các ngục hồn khác nhau, ngay cả quản ngục cũng chỉ có thể quản lý khu vực bên ngoài và bên trong, khu vực trung tâm thực sự là do đầu lĩnh ngục hồn, ngục hồn chi chủ và ngục tôn đại nhân quản lý. Thiên Ngục này rất lớn, không gian ở khu vực trung tâm lại càng quái dị vô cùng, vì trong lúc đi đường Tiêu Viêm cũng quan sát động tĩnh xung quanh, xem có ngục hồn khác xuất hiện hay không, nhưng không phát hiện ngục hồn nào, chỉ thấy không gian nơi này như vật sống, có thể cảm nhận được không gian này liên tục phồng lên rồi nén lại không ngừng. Tuy nhiên, Tiêu Viêm cũng không suy nghĩ sâu về vấn đề này, dù sao, hiện tại điều quan trọng nhất là cứu Lâm Động và Mục Trần. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Viêm cùng những ngục hồn trước mặt, vượt qua tầng tầng trạm kiểm soát, lại xuyên qua một khu vực sương mù đen. Trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng khiến Tiêu Viêm vô cùng kinh hãi, nơi đây ánh máu xông lên trời, vô tận sương mù màu máu cuồn cuộn, mùi tanh khiến người ta muốn nôn mửa. Máu đỏ tươi tụ thành sông, khắp nơi đều là tàn tích cơ thể, những thi thể của các cường giả treo trên những ngọn núi xương, tất cả đều treo cao trước một cung điện màu đen khổng lồ, tình trạng thảm khốc trước khi chết vẫn còn nguyên, chẳng khác gì địa ngục, ánh máu che trời, đồng thời cũng có khí đen tràn ngập khắp nơi. Tới đây Tiêu Viêm càng cảm nhận được luồng tử khí quái dị vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua, nơi này như một thế giới địa ngục quái dị đầy màu máu, hơn nữa, trên không của cung điện màu đen khổng lồ kia, còn có một bức tượng ma đen cao lớn đứng uy nghi, phát ra luồng khí đen vô tận, nơi khí đen đi qua đều biến thành hư vô. Sau đó lại bị tử khí quái dị và khí máu thay thế, cứ như vậy liên tục tuần hoàn. Hơn nữa, xung quanh cung điện đen này đều là một vùng huyết thủy vô tận, tạo nên một cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục. Khi nhìn kỹ vào vùng huyết thủy này, ngoài vô số tàn tích cơ thể, còn có những bộ xương đen khổng lồ phát ra mùi hôi thối, chỉ lộ ra đầu lâu trên mặt huyết thủy, trong hốc mắt trống rỗng như có thứ gì đó, vô cùng kinh hãi. Vô số thi thể đứng thẳng trong vùng huyết thủy âm u lạnh lẽo, vô tận bộ xương trôi nổi trên đó. Tử khí quái dị ập vào Tiêu Viêm, một luồng nguy hiểm cũng âm thầm ập đến. Tiêu Viêm lập tức kích hoạt sức mạnh phần thần và thần hỏa để chống lại những luồng năng lượng quái dị này, những luồng tử khí quái dị va chạm vào tấm chắn do thần hỏa tạo ra, phát ra tiếng nổ lốp bốp, may mắn có sự gia trì của phần thần chi lực, Tiêu Viêm mới có thể tạm thời chống lại. Những ngục hồn xung quanh Tiêu Viêm đều vô cùng kinh hãi, đây là khu vực trung tâm của Thiên Ngục, nơi có tử khí kỳ dị nồng đậm nhất, nhưng một người sống như Tiêu Viêm vẫn có thể dựa vào sức mạnh tự thân mà không hề tổn hại, thật sự không thể tin nổi, đồng thời chúng cũng tràn đầy hy vọng vào Tiêu Viêm. Nhưng ngay khi chúng còn đang kích động, một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như sấm sét đột ngột bùng phát, trong khu vực trung tâm Thiên Ngục, ánh máu xông lên trời, mùi tanh nồng nặc, nước máu liên tục trào dâng, thậm chí không gian cũng rung chuyển dữ dội, như muốn lật đổ. Hơn nữa,
mặt đất cũng rung chuyển dữ dội, từng luồng sát khí tràn ngập thế giới địa ngục này. Tất cả cảnh vật ở đây đều bị bao phủ bởi sắc máu nhạt và màu đen tối. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Viêm nhìn xuống dòng huyết thủy bên dưới, luồng năng lượng vừa rồi dường như phát ra từ sâu trong huyết thủy. Nếu chúng ta đoán không sai, những ngục hồn bị Ngục Tôn đưa tới đều đã bị dẫn vào trong huyết thủy này. Có lẽ linh hồn của Lâm Động và Mục Trần mà ngươi đang tìm cũng ở trong đó. Nghe vậy, biết có tin tức của Lâm Động và Mục Trần, Tiêu Viêm liền kích động, ánh mắt nóng bỏng nhìn dòng huyết thủy đột ngột sôi trào bên dưới, ngay lập tức muốn xông vào. Đợi đã, ngươi không thể vào vội, nếu không sẽ đánh thức những thi hài đang ngủ. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị hành động, những ngục hồn này vội vàng ngăn lại. Cái đó là... Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc kích động vừa rồi, nhìn về bộ xương đen khổng lồ kia, đó là người canh giữ huyết thủy thiên ngục, chỉ là vị canh giữ huyết thủy này đã rất lâu rồi chưa tỉnh lại, nhưng một khi xông vào huyết thủy này, sẽ khiến vị canh giữ huyết thủy ngủ say này hoàn toàn tỉnh lại, đến lúc đó sẽ không thể kiểm soát nổi. Mặc dù thực lực của hắn không mạnh bằng Ngục Tôn, nhưng cũng là một cường giả đỉnh phong của cửu trọng thiên, cường giả canh giữ huyết thủy thiên ngục, may mắn vừa rồi mình đã bị ngăn lại, nếu không lại phải lãng phí thêm thời gian và công sức để đối phó với thi hài mạnh mẽ này. Hơn nữa, đối mặt với một cường giả cửu trọng thiên, Tiêu Viêm nếu không mượn sức mạnh của phần lão, sợ rằng không thể qua nổi ba chiêu của đối phương. Dù sao, cửu trọng thiên là tồn tại đỉnh phong, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt toàn bộ thần chi đại lục, thậm chí có thể nhổ tận gốc, khiến toàn bộ thần linh trên thần chi đại lục đều diệt vong. Cường giả đỉnh phong cửu trọng thiên sở hữu toàn bộ sức mạnh trong thế giới thiên vị thần giới, ngay cả chủ của năm đại thế lực siêu thần trong thế giới đệ nhất cũng không có thực lực như vậy, đủ để chứng minh lĩnh vực của cửu trọng thiên không đơn giản để bước vào. Đến đây mình xin khép lại tập này, nếu hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và đừng bên bình luận những ý kiến đóng góp của các bạn nhé.